Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới mình thân chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, an lạc mỗi ngày và thành công trong cuộc sống. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi chợ Việt Nam, mình mua một ít rau củ và thịt gà để về mình nấu cà ri. Lâu quá gia đình không có ăn món này, mình mời cả nhà cùng nấu với mình nha. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta bắt tay vào bếp nha. Đây là gà mình đã rửa sạch và chặt nhỏ để ráo một lát rồi bắt đầu mình ướp gia vị vào. Đây nè cả nhà, nguyên liệu mình chuẩn bị cho nồi cà ri hôm nay nè, gồm có bột cà no gà. Mình không có sử dụng muối nha cả nhà, vì mình thích cái loại bột này, mình mua ở chợ Costco á, nó vừa ngọt mà vừa thơm, cho nên mình thay thế bằng muối. Rồi với sa tế, rồi ớt bột, mình xài cái loại mà bột cà ri của Ấn Độ nhưng mà sản xuất tại Mỹ, với củ hành, rồi củ tỏi, đường. Rồi mình cho các bạn xem cái củ môn ở Mỹ nó rất là to, mà bây giờ mình xắt ra được một rổ như thế này nè. Đó, một rổ nhiều vậy đó. Mình bắt đầu chuẩn bị mình đem chiên. Nói với mì, mì thì mình quay tạm thời là quay cái củ ra, nhưng gái mình nó đang mài. Mài xong rồi cái mình mới dắt, mình lấy, mình ướp với ớt, với bột nghệ. Rồi mình đem chiên, mình giò rồi mình chiên đó. Bắt đầu mình vô bếp mình chiên nha. Rồi cả nhà cùng làm với mình nha. Rồi cái về cái nêm nếm á, sở thích của mỗi người, mình nấu theo kinh nghiệm mình rồi từ xưa tới giờ. Mình không có liều lượng, mình chỉ nhắm đo lường thôi. Mình nêm nếm vừa ăn là được rồi. Khi mà cái khẩu vị mình không có hợp thì mình cứ thêm vô à. Cho nên cả nhà cùng nấu với mình theo kiểu dân dã nha cả nhà. Cả nhà ơi, đây là mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Thịt đó mình đã ướp rồi nè. Rồi mì mình cũng đã chiên rồi. Khoai tây cũng, môn mình cũng đã chiên rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta nấu nha. Cả nhà ơi, mình thử hành, tỏi, sả nè cho gà không thui, mình đổ thịt vô. Rồi mình đổ thịt vô, mình xào cho xanh cho đều. Bắt đầu mình bắt nước dừa, cái nước dừa vô mình bỏ vô mình nấu. Đây, món cà ri của mình đã hoàn thành rồi nè. Nhìn rất là đẹp mắt á cả nhà. Vàng ươm luôn, rất là ngon. Cả nhà ơi, món cà ri mình đã thành phẩm rồi nè. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nhé. Nếu cả nhà thấy video mình hay, món ăn ngon, like, subscribe, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Thân chào tạm biệt.